hai người anh không chấp chủ đề không bình thành và cô dâu Hoàng Thị Thanh Huyền từ ngôi nhà phúc sở về rất khó. Xin quý vị hãy dành một tràng tình nóng nhất. Thật hạnh phúc khi lúc này trên sân khấu trên đài bài của chúng tôi đã có sự hiện diện xuất hiện của hai người đẹp nhất, đó chính là chú rể Vũ Đình Thành đang kẹp vai sát cánh sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Thị Thanh Huyền. Và trong giây phút vô cùng thiêng liêng và trọng đại này, chúng tôi muốn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đều là những người thân của hai gia đình, đều là những người thân của đôi bạn trẻ đã và đang có mặt tại hội trường cưới. Nào, chúng ta hãy cùng hướng về đôi yêu đương, cùng chiêm ngưỡng, cùng ngắm nhìn hai người hạnh phúc nhất trong bầu cưới yêu xa lung linh và hạnh phúc. Và có lẽ món quà ý nghĩa mà quý vị, các anh chị và các bạn chúc mừng cho em đó là một tràng tay thật lớn này. Chúc mừng, xin cảm ơn những tràng tay thật lớn của quý vị, các anh chị và các bạn đã chúc mừng cho đôi cưới đơn. Còn bây giờ việc của cô dâu và chú rể phải làm là cùng nhau cúi đầu chào quan viên hai họ hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau cúi đầu chào quan viên hai họ. Một tràng tay nữa của quý vị đâu ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng Thành cũng đã đi nửa vòng trái đất nhưng gặp hiện đây người duy nhất Thành yêu, vàng bạc kia còn kém em nhiều, bởi em có một tình yêu trong trắng. Hãy yêu nhau không kể giọt mưa dãi nắng và hãy yêu nhau chẳng kể giàu nghèo. Và ngày hôm nay khi ta là tuyệt vời khi họ đã được tay trong tay vẫy kẻ vai trong sự minh chứng của tất cả quý vị có nhiều quan viên này họ. Một lần nữa chúng tôi những làm chương trình này đỡ lời cho hai em cảm ơn tất cả quý vị, các chị và các bạn trong một trường cưới. Kính thưa quý vị thân mến, người ta nói rằng nhất là ơn mẹ ơn cha không sinh công dưỡng để ta có mình, hay ơn bề bạn chân tình làm mai làm mối cho mình có ta, và ba ơn tất cả gần xa ngày vui có mặt để ta cưới mình. Và ngày hôm nay để tôn vinh những bậc sinh thành đã có công sinh thành dưỡng dục tác hợp hạnh phúc trăm năm cho đôi yêu đương, và cũng để cảm ơn quý vị quan khách đã về đây chúc mừng cho hai gia đình, thì lúc này chúng tôi không thể không giới thiệu trở về sân khấu những bậc sinh thành của chú rể, những bậc sinh thành của cô dâu và hai vị đại diện cho hai họ. Trước tiên trân trọng và giới thiệu trở về sân khấu ngày hôm nay ông Vũ Đình Sinh và Ngô Thị Minh Hoa và một vị đại diện cho gia đình nhà trai hiện diện về sân khấu, xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, người xưa nói rằng cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới thấy biển cả sông sâu, và cô dâu nguồn gốc từ đâu, thì lúc này chúng tôi cũng không thể không giới thiệu trở về sân khấu những bậc sinh thành của cô dâu. Trân trọng và giới thiệu kính mời trở về sân khấu hôm nay ông Hoàng Bá Sơn, trân trọng và giới thiệu trở về sân khấu, và Trần Thị Hoa, trân trọng và giới thiệu trở về sân khấu, một vị đại diện cho gia đình họ gái trở về sân khấu, trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn kính mến và thân mến, thật là tuyệt vời, không thể hạnh phúc và tuyệt vời hơn. Lúc này trên lễ đài, trên sân khấu của hai gia đình đã có sự hiện diện của những bậc sinh thành của cô dâu, những bậc sinh thành của chú rể và hai vị đại diện cho ai họ. Và có lẽ để quý vị xa gần hiểu hơn về hai gia đình chúng tôi những làm chương trình này xin được giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị thân mến, hai người đứng bên cạnh chú rể đẹp trai của chúng ta ngày hôm nay đó chính là thân sinh thân mẫu ruột của chú rể ông Vũ Đình Sinh và Ngô Thị Minh Hoa và một vị đại diện cho gia đình nhà trai. Thưa quý vị thân mến, còn về phía nhà gái, hai người đứng bên cạnh cô dâu kiêu sa và xinh đẹp hôm nay đó chính là thân sinh thân mẫu ruột của cô dâu ông Hoàng Bá Sơn và Trần Thị Hoa và một vị đại diện cho gia đình họ gái. Thưa quý vị thân mến, đúng là hôm nay đây sum họp chúc mai tình trong một khắc mà nghĩa dài trăm năm, và có lẽ để chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi không có một món quà nào ý nghĩa bằng một tràng tay thật nồng nhiệt của quý vị để chúc mừng cho tình xuôi ra của hai nhà, một tràng tay thật lớn và thật dài của quý vị để chúc mừng. Xin cảm ơn những tràng tay thật lớn của quý vị, các anh chị và các bạn đã chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi.
Thưa quý vị thân mến, người xưa nói rằng trong gia đình thì không ai bằng cha bằng mẹ, chắc chiêu tần tảo từng giọt sữa đầu đời, nuôi con để ước về sau, nuôi con phân lớn có ngày kết duyên. Các cụ người xưa vẫn thường nói con gái là con người ta, con dâu đích thực mẹ cha đưa về. Và ngày hôm nay Huyền về làm dâu thì làm cha làm mẹ cũng có đôi câu dặn dò. Và bây giờ để cảm ơn quý vị, cảm ơn sự đón tiếp của gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu một vị đại diện cho gia đình họ gái sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn trong buổi lễ trao dâu này. Chúng ta cùng lắng nghe, xin mời bác. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn nam nữ gần xa, lời đầu tiên cho phép tôi thay lời cho đại gia đình bên ngoài cảm ơn sự đón tiếp đầy đủ, vui vẻ, đồng hồ của người đối với hội chúng tôi, đó là lời gia đình chúng tôi hạnh phúc nhất. Kính thưa đại biểu trường, qua thời gian tìm hiểu, hôm nay được sự đồng thuận của hai gia đình, hai cháu và được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương cho phép hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai em. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý khách gần xa đã bất chấp thời gian hàng ngọc về dự bữa tiệc với hai gia đình hai cháu tôi. Không còn nói gì hơn, một lần nữa cho phép tôi được gửi đến toàn thể hội trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất, xin nhất. Một tràng pháo tay thật lớn và thật dày của quý vị dành những lời cảm ơn của quý đại diện cho gia đình nhà gái. Mong mặt thôi mà sau ta bồi hồi, mong mặt thôi mà sau ta nhớ mãi. Một kính thưa quý vị thân mến, cũng rất là xây dựng kiến thiết mở mang, quý thưa họ gái cũng sang rất nhiều, nhà gái rất nhiều đôi điều, không dài, không ngắn, không nhiều, nhưng rất hay. Xin cảm ơn bác và một cái bắt tay và kính chúc bác phúc như đồng hải, họ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn bác rất nhiều, chúc mừng hai gia đình. Thưa quý vị các chị và các bạn kính mến và thân mến, đúng là cảm ơn hai họ xa duyên đã đưa thành đến chỗ nào cùng em, thật là chết lạ sau quen, chết là tình bạn sau nên đá vàng, bạn bè mong đợi đã lâu hôm nay mới được đón dâu về nhà, thức thơm quyện với hương trà, đôi điều chi mộ cũng là cảm ơn. Và không thể cảm ơn quý bạn khách thì lúc này chúng tôi không thể không giới thiệu một vị đại diện cho gia đình ông bà chủ hôn sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ trao dâu này, chúng ta cùng lắng nghe, xin mời bác. Đồng lại lên này. Vâng, xin mời bác. Kính thưa hội hôn, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại gần xa và anh chị em nam nữ thanh niên của hai bên gia đình, tôi xin đại diện cho họ nhà trai cũng một đôi lời trước hết cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian và ngọc đến đây dự việc với gia đình chúng tôi, đó là một lòng quý nhất. Quay là mày nè. Một lần nữa, tôi không biết gì hơn hết, cũng cảm ơn các cụ, các ông, các bà và chính quyền địa phương và thanh niên nam nữ thanh niên một sự nhất trí của hai gia đình và hai cháu ngày hôm nay làm lễ thành hôn cho hai cháu Thành và Thiện, đó là một gia đình hạnh phúc cho gia đình luôn. Quý vị lần nữa cuối cùng xin chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các cơ quan chức năng địa phương cùng anh chị em nam nữ thanh niên được một đời hạnh phúc nhất. Xin cảm ơn. Một trong các tập lớn và thật dài của quý vị dành cho một vị đại diện của gia đình kẻ trai. Thưa quý vị thân mến, đẹp trên con thì cha mẹ mừng lòng, mừng muốn chuyên về gia thất. Hôm nay đây giữa thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cho các con về hợp cần thành hôn. Với lời nhắn gửi các con, trong năm tính chuyện, hôn tròn ở đây. Xin cảm ơn bác và một cái bắt tay, xin cảm ơn những lời vào lòng của bác như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra các hôn trường. Kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ quay trở lại với buổi lễ, xin mời tất cả quý vị, các chị và các bạn, chúng ta hãy cùng hướng về hai gia đình, đặc biệt là cùng hướng về cô dâu và chú rể, cùng chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau rước cái sàn trọng hồn của mình trong sự minh chứng của tất cả quý vị, các chị và các bạn, và cũng để mời cha kính mẹ hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến về thắp đi. Mời cha kính mẹ tỏ lòng biết ơn và ngày hôm nay để tỏ lòng thành kính với đức thánh sinh thành
thứ bảy có đầu và thứ bảy. Hãy cùng với những người trợ hồng cùng mời cha kính mẹ. Thứ bảy có đầu mời mẹ, thứ bảy mời cha. Con xin mời thân sinh năm mới của chú rể đón nhận món quà của hai con. Cô dâu có nói với chú rể rằng mẹ đây mẹ của xin hai, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Tuy rằng không đẻ không nuôi mà con hơn mẹ suốt đời không quên vì mẹ đã sinh ra anh ấy. Xin chào mẹ hãy đón nhận món quà của chúng con. Xin mời bác đại diện. Xin mời chú rể và bác đại diện. Vâng, xin mời bác đại diện hãy đón nhận món quà của hai cháu. Chúng ta làm gì xin mời cô dâu và chú rể hãy mời tổ chức đoàn sinh thành của cô dâu. Cô bày cha, chú rể bày mẹ. Ly rượu sẵn hồi mấy phút. Ly rượu chúc mẹ cha. Vì chúc con và cha mẹ chóng già. Ôn sâu nghĩa nặng rất là biển thông. Xin cha mẹ hãy đón nhận món quà của chúng con. Xin mời bác đại diện hãy đón nhận món quà của hai cháu. Bây giờ thì xin mời cô dâu của chú rể hãy trở về đúng vị trí. Kính thưa quý vị thân mến, và để chúc mừng hạnh phúc cho hai em cũng như cho hai gia đình chúng tôi, những lúc này xin mời tất cả quý vị các chị và các bác, chúng ta hãy cùng rót rượu tràn ly và cùng hát cho đến một tới ba. Tất cả chúng ta cùng dâu thật lớn để chúc mừng hai em đều mãi. Xin mời cô dâu và chúng ta con cháu dâng cao một rượu các bôi. Đúng rồi, quý vị sẵn sàng nhá. Và bây giờ chúng ta cùng đến một hai ba. Xin cảm ơn quý vị, chúc mừng hai em. Hai em hãy lùi một chút. Vâng, xin mời hai gia đình để chúc mừng cho hai con thì xin mời hai ông đại diện, hai ông thông gia, hai bà thông gia nữa cùng nhau cùng đi cùng nhau bắt tay nhau ạ. Xin mời giám đốc viên của đài truyền hình Đắk Lắk, của đài truyền hình Việt Nam, các bác được giáo trưởng dưới này hãy ghi lại giây phút hạnh phúc nhất của hai gia đình chúng tôi. Như vậy là nghi lễ đã xong, xin chúc mừng hai gia đình. Bây giờ thì xin mời các bác hãy trở về phần tiệc ạ. Chúc mừng hai gia đình. Cô dâu và chú rể hãy lắng nghe một chút. Kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng ngày xưa khi mấy quen liền với cầm tay một cái mà sao kẹt đùng. Hôm nay đây đã nên vợ nên chồng thì chú rể sẽ phải hôn một cái để tỏ lòng nhớ mong. Quý vị có đồng ý cho chú rể chứng minh tình yêu của mình với cô dâu, với gia đình nhà gái bằng một nụ hôn không ạ? Một tràng tay thật cao thật dài của quý vị. Và bây giờ nhiệm vụ của chú rể là phải chứng minh tình yêu của mình với cô dâu bằng một nụ hôn. Chúng tôi nghĩ rằng rất đơn giản. Nhà có đồng ý không ạ? Một tràng tay nữa đi thôi ạ. Vâng, người ta nói rằng hôn là sai thì sẽ sinh 5 trai 1 gái. Hôn là má thì sẽ sinh 5 gái 1 trai. Hôn là môi thì sẽ sinh 1 trai 1 gái. Chú rể lựa chọn. Và bây giờ anh sẽ đếm tới 3. Ông Kính chuẩn bị, nhóm phóng viên chuẩn bị. Chú rể sẽ phải chứng minh tình yêu của mình với tất cả quý vị trong trường giới ngày hôm nay. Và bây giờ 1 2 chú rể chuẩn bị 3. Thật là tuyệt vời, thật là lãng mạn. Xin chúc mừng hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ việc của hai em phải làm là cùng với bó hoa tươi thắm, cùng với ly rượu hồng, cùng với người thân. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các chị và các bạn trong trường giới ngày hôm nay.